Tổng thống Trump phủ nhận cáo buộc của ông Cohen. Tổng thống Donald Trump phủ nhận các cáo buộc rằng ông đã dàn xếp nhằm che đậy việc bịt miệng hai phụ nữ có quan hệ tình dục với ông bằng cách khoản thanh toán trước cuộc bầu cử 2016. Tòa Bạch Ốc đang nỗ lực làm việc để giải quyết vấn đề bê bối. Sáng thứ Năm, Tổng thống Trump tweet không hề có sự thông đồng, tất cả chỉ là một cuộc săn phù thủy, nhằm ám chỉ đến công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người đang điều tra về nghi án Nga can thiệp bầu cử 2016. Ông Trump cáo buộc cựu luật sư Michael Cohen của ông đã dựng chuyện để đổi lấy một thỏa thuận giảm án từ các công tố viên. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox and Friends, phát hình hôm thứ Năm, Tổng thống Trump đã bớt giận dữ. Ông cho biết, ông Cohen, người đã làm việc cho ông trong một thập niên, chỉ là một luật sư bán thời gian và ông ta có nhiều khách hàng khác. Ông Trump cũng gợi ý rằng các rắc rối pháp lý của ông Cohen có thể xuất phát từ các doanh nghiệp khác của ông. Và ông Cohen dựng chuyện để được giảm án. Tuy nhiên sau đó, Tổng thống Trump quay sang tấn công những nghi phạm hình, sự chấp nhận thỏa thuận nhận tội, một kỹ thuật phổ biến trong hệ thống tư pháp. Ông nói rằng đó là một hành động lật lọng và nên được coi là bất hợp pháp. Ông Cohen đã nhận tội hôm thứ Ba với 8 tội danh hình sự, trong đó bao gồm những vi phạm tài chính trong luật bầu cử mà ông xác nhận đã phối hợp cùng ông Trump thực hiện trong chiến dịch bầu cử tổng thống năm 2016. Tòa Bạch Ốc dường như không có chiến lược rõ ràng để giải quyết bê bối. Tại một cuộc họp báo, đặc trách báo chí Tòa Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders nhấn mạnh ít nhất 7 lần rằng ông Trump đã không làm điều gì sai trái và ông cũng không phải là mục tiêu của các cáo buộc hình sự. Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump nhấn mạnh các khoản thanh toán không vi phạm luật vận động liên bang bởi vì thực tế, ông đã hoàn trả ông Cohen các khoản thanh toán không phải từ nguồn quỹ của chiến dịch. Tuy nhiên, lập luận của ông Trump không chính xác. Luật liên bang giới hạn số tiền mỗi cá nhân có thể đóng góp cho một chiến dịch. Luật này cũng cấm các công ty đóng góp trực tiếp và yêu cầu tiết lộ tất cả các khoản đóng góp của chiến dịch. Ông Cohen cho biết hôm thứ Ba, ông đã bí mật thực hiện thanh toán bằng vỏ bọc của các công ty để đổi lấy sự im lặng của người mẫu Playboy Karen McDougal và nữ diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels với mục đích ngăn chặn các ảnh hưởng xuất đến từ bầu cử 2016. Bất chấp băng ghi âm thu được vào tháng 9 năm 2016 về cuộc thảo luận chi trả tiền cho bà McDougal giữa ông Trump và ông Cohen, ông Trump lặp đi lặp lại rằng ông chỉ phát hiện các khoản thanh toán sau khi các khoản này đã được chi trả. Tòa Bạch Ốc phủ nhận sự việc và bà Sanders gọi đó là sự vô lý. Tuy nhiên, bà không giải thích về các khoản thanh toán của ông Trump. Trong khi ông Trump cảm thấy thất vọng, các phụ tá Tòa Bạch Ốc đã cố gắng giữ bình tĩnh để giải quyết các bê bối dồn dập hôm thứ Ba, bao gồm thỏa thuận nhận tội của ông Cohen và các cáo buộc về tài chính của cựu chủ tịch chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump, Paul Manafort. Ông Manafort phải đối mặt với nhiều cáo buộc riêng trong một cuộc phiên tòa bao gồm làm việc và cố vấn cho nước ngoài. Việc ông Cohen gặp rắc rối có thể tuyên đoán được, vì trước đây vài tháng các công tố viên liên bang đã lục soát văn phòng của ông. Ông Trump và các đồng minh đã bất ngờ khi ông Cohen cũng bị kết tội về vi phạm tài chính trong chiến dịch bầu cử có dính líu trực tiếp đến Tổng thống. Cả hai sự việc ít nhất đã tăng niềm tin cho công việc điều tra của ông Robert Mueller. Luật sư của ông Cohen, Lenny Davis, cho biết hôm thứ Tư, ông Cohen có thông tin khá quan trọng dành cho ông Mueller. Tổng thống Trump ca ngợi ông Manafort là một người dũng cảm và đề cập các cống hiến trước đây của ông cho chiến dịch nhằm giúp ông Manafort nhận được khoan hồng. Ông nói, không giống như ông Cohen, ông Manafort đã từ chối lật lọng. Các rắc rối pháp lý của các đồng minh ông Trump là những thất bại tệ hại nhất của Tổng thống. Đảng Dân Chủ đang hào hức thúc giục việc ra trát hầu tòa và nhiều người đang thỏa luận về khả năng luận tội của ông Trump. Liệu Đảng Dân Chủ có thể tái kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa tháng 11 hay không? Tổng thống Trump nói với tờ Fox, tôi không tin các bạn sẽ luận tội ai đó. Người đã làm việc một cách tuyệt vời. Nếu tôi bị luận tội, tôi nghĩ kinh tế sẽ suy thoái và người dân sẽ rất nghèo.
Bởi vì không có trí thông minh của tôi, các bạn sẽ thấy những con số tồi tệ nhất. Trung Cộng bày tỏ hy vọng cho các cuộc đàm phán thương mại với Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Trung Cộng cho biết họ đã thực hiện các biện pháp trả đũa cần thiết để bảo vệ hệ thống thương mại đa phương và lợi ích hợp pháp của đất nước. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng, ông Liu Kang, đã bình luận hôm thứ Năm liên quan đến một quyết định trong ngày trước đó của Hoa Kỳ, bắt đầu áp dụng gói thuế trừng phạt thứ hai lên hàng hóa nhập cảng từ Trung Cộng. Ông Liu bày tỏ các cuộc đàm phán thương mại song phương đã nối lại với Washington hôm thứ Tư sẽ giúp giải quyết tranh chấp thương mại giữa hai nước. Ông cho biết Trung Cộng hy vọng Hoa Kỳ sẽ ngồi vào đàm phán và thái độ phù hợp với hoàn cảnh để thảo luận nghiêm túc và đạt được kết quả tích cực. Trung Cộng và Việt Nam bắt giữ hơn 480 người vì buôn lậu ma túy. Trung Cộng cho biết các viên chức nước này đã phối hợp với chính quyền Việt Nam bắt giữ hơn 480 người vào tháng 6 vì buôn lậu ma túy. Bộ Công an Trung Cộng hôm thứ Năm đã tổ chức một cuộc họp báo về các hoạt động chống ma túy ở Nam Ninh, Quảng Tây, thuộc khu vực tự trị Quan Si Duan, giáp biên giới Việt Nam. Các viên chức cho biết đã bắt giữ 483 người và tịch thu khoảng 260 kg thuốc, bao gồm heroin và nhiều chất kích thích. Trung Cộng đã đẩy mạnh hoạt động chống ma túy và đang đối mặt với nạn lạm dụng ma túy ngày càng lan rộng vì buôn lậu gia tăng từ Lào và Myanmar sang Việt Nam. Một viên chức cấp cao Trung Cộng đã phát hiện nhiều trường hợp qua trao đổi thông tin với các viên chức Việt Nam. Các viên chức Việt Nam cũng đã tham dự họp báo bất chấp hai quốc gia đang có các tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Bộ lạc Amazon sống biệt lập với thế giới lần đầu tiên được ghi nhận trên camera. Một bộ lạc người Amazonia sống biệt lập với thế giới đã được ghi hình trên video lần đầu tiên bởi một con drone. VATVOnline, một cơ quan nghiên cứu của Quỹ Người Da Đỏ Brazil hôm thứ Ba, đã công bố hình ảnh thu nhận. Đoạn phim được chụp ở khu vực phía trong rừng Amazon của Brazil, giáp giới biên giới Peru. Video cho thấy các bộ tộc đang đi lại trong rừng, mang theo cung và mũi tên bên mình. Các nhà nghiên cứu tại VATVOnline đã theo dõi các bộ tộc sống biệt lập trong khu vực cho biết họ tin rằng nhóm người trong cảnh quay này chưa bao giờ xuất hiện trước đây. Hãng AP cho biết hình ảnh ghi nhận cho thấy 16 người thổ dân. Các nhà nghiên cứu VATVOnline xác nhận có hơn 100 nhóm bản địa trên khắp Brazil đang sống tách biệt với nền văn minh hiện đại. Các chuyên gia đã tránh tiếp xúc trực tiếp với nhóm người này. Trước đây, một cuộc tiếp xúc với thế giới bên ngoài đã gây ra đại dịch cho các bộ lạc. Các viên chức VATVOnline nói rằng họ hy vọng video có thể giúp công chúng tìm hiểu về tầm quan trọng trong việc bảo vệ người bản địa.